Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ test ngay sữa rửa mặt than hoạt tính truyền trắng da gel Parisi lên mặt nhá. Mình nghiện cái mùi thơm này luôn ý. Mình xoa ra tay trước là mình xoa lên mặt. Ẩm này 92% độ ẩm, 19% độ dầu thôi vào gương mặt, khuôn mặt cười. Ở bên này là khuôn mặt cười nha, ở bên này khuôn mặt mếu. Báo động xanh, gương mặt cười tiếp tục ở má mình, ở mũi mình này. Ở mũi mình cũng là gương mặt cười luôn, ở mũi mình thì dầu có nhiều hơn một tí, bởi vì bao giờ cũng thế, cần để bảo vệ cho lỗ chân lông đây.